Hey everybody, đi làm được cái đèn được. Anh kia đi. Yeah, I'm good. Good. Waiting for you. Nè bố. Bốc đầu. Có mà hơi nóng. What's up, y'all? We just landed in Da Nang. We're about to get it right now. Man, we're hungry, so been up since 4 a.m. Tired. Right now, but the guys picked me up at the hotel or airport. I'm gonna get some food. Mười người nghe chị, mười người nghe. That is crazy. What's your name? My name is Michael James Tsai. Welcome you all. Man, beat your ass, dog. Nah, I'm not drinking too much. Apple juice? Yeah. Boy Nam from Hanoi, bro. Yeah, that's me. We met on a Tinder app. Oh, what's your issue? You, man. I'm kidding. MCK with that guy? Alright, show him. I'm MJ, I'm a fighter. You're MJ Chan? You're Anthony, what? Yeah. And yo, I don't want to think about that shit anymore. Why? You didn't want them to win? Yo, this guy. Yeah, he's him. He is him. Like, this is made in Italy. This is made in China. Hey, tag him in the comments below, man. Come on, gotta get the numbers up. MTP, right? Yeah. What did I say? MT. Yeah, that's what I said. That's what I'm talking about right there. Sticky one. Và xin hai chén thêm mớt. Mai tập gym là mai rồi. Không đâu. Tập gym cũng kêu không uống bia. Tập gym mà không uống bia là một cái sai. Tập gym là phải uống bia. Tập gym mà không uống bia là theo kinh nghiệm. Theo những cái mà khoa học chứng minh là tập gym mà không uống bia là một cái sai lầm lớn nhất. Tại vì khi mà mình uống bia nó sẽ tái tạo lại năng lượng cho mình một ngày mới. Nó sẽ làm cho mình cảm xúc hơn trong give you more emotional when you hang over right now. Hey. You like chicken butt? Local eat. The main thing, you know. The main dish, okay. Yo. Yo, I don't come that much. Yo. Đây đoạn hay là giờ đã anh đã ốm hơn rồi. Yo, 2, 3, yo. Hey, 100%. All right, good. Huh? Hey, you can swear. Like a Russell bird. Keep it to a minimum. Because the video is gonna be beep beep beep. A lot of beep. But no, but you can swear. It's cool. Yeah, I think he's a real man. He's not a. I'm uống để tiền xa. Đi vào một chiều không gian. And finish your bowl, man.
Đúng là em của NCK thì cô tự nhiên là cái beat là nhịp beat đang vang trong đầu. Dương đây ngồi trắng ấy. Ok, bye bye. Dương. Anh ngồi lại có mấy bước là tới 10 bên đầu. What's up, y'all? We back in Da Nang. I'm happy to be back. Competing in the DBC with 98 Dreamers. First night here. Tomorrow we got some plans tomorrow, so I'll catch you guys then. See ya.